Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với bản tin thức du lịch ngày 3 tháng 3 của Đài truyền hình số VTC. Không khí lạnh suy yếu nhanh và tiếp tục dịch chuyển ra phía đông. Ngay lập tức, khối khí nóng phía tây có điều kiện thuận lợi để phát triển tốt lên. Ngày hôm nay ở khu vực miền Bắc trời giảm hẳn mây và có nắng ngay từ khá sớm. Nền nhiệt các nơi đồng loạt tăng thêm từ 2 cho đến 3 độ, cao nhất phổ biến trong khoảng từ 23-26 cho đến 26 độ. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế bị bao phủ bởi màn mây và sương mù vào sáng hôm nay. Tuy nhiên, ban ngày khi mà mây vỡ ra, sương tan đi, thì nơi đây có nắng nhẹ xuất hiện. Trên khu vực vùng cao Tây Nguyên, tình trạng ít mây về đêm kết hợp với những sóng lạnh từ phía Bắc khuếch tán về đã khiến cho nền nhiệt giảm nhẹ so với 24 giờ trước, trời lạnh hơn. Tại Đà Lạt, sáng sớm nay nền nhiệt chỉ trong khoảng từ 10,5 độ, Yali Gia Lai 12,7 độ, Đắc Tô Con Tu 13,2 độ. Xuống đến các tỉnh thành Nam Bộ, sáng sớm nay tiết trời cũng xe xe lạnh. Trong khi vào ban ngày, tình trạng nắng nóng có sự mở rộng hơn ở khu vực miền Đông với số điểm nắng nóng trên 35 độ gia tăng. Tiết trời oi bức vào khoảng 11 giờ cho đến 15 giờ chiều, gây khó chịu cho người dân và du khách khi lưu thông vào thời điểm này. vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai, mời quý vị theo dõi. Khu vực phía Tây Bắc Bộ sự mở rộng thêm của áp thấp nóng phía tây sẽ giúp cho nền nhiệt ở khu vực này tăng khá nhanh. Vào dịp cuối tuần, các hoạt động du lịch sẽ thuận lợi hơn với tiết trời không mưa và có nắng ấm. Chính vì vậy mà Sơn La, Lai Châu hay là Yên Bái sẽ là những điểm đến thích hợp dành cho quý vị và các bạn. Nền nhiệt trong ngày tại đây sẽ dao động trong khoảng từ 14 cho đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, mặc dù khối không khí lạnh đã suy yếu nhanh song ở thời điểm về đêm và sáng sớm, tiết trời nơi đây vẫn còn khá rét. Tại các điểm du lịch thuộc khu vực như là Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, thành phố Hải Phòng và cả Ninh Bình, nền nhiệt ngày đêm có sự tranh lệch khá cao. Chính vì vậy khi đến đây, du khách nên chú ý giữ ấm về đêm nhưng mặc thông thoáng vào ban ngày và hãy cung cấp đủ nước cho cơ thể để bảo đảm sức khỏe trong suốt chuyến hành trình khám phá của mình. Thưa quý vị, không chỉ được biết đến với những đồi chè Tân Cương xanh bát ngàn, vùng đất Thái Nguyên còn nổi danh với hồ núi cốc thơ mộng, diện tích khoảng 25 km vuông. Sáng sớm đến đây du khách có thể hít thở bầu không khí trong lành, đi thuyền khám phá những hòn đảo nhấp nhô, ngắm nhìn cây cỏ in bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng, xa xa là những dãy núi trùng điệp. Đến với khu vực trung bộ phía Bắc Đèo Hải Vân, sương mù vẫn xuất hiện vào sáng sớm làm hạn chế tầm nhìn, khiến cho các hoạt động giao thông trở nên khó khăn. Do vậy, quý vị và các bạn nên lưu ý, ban ngày sương tan đi, trời có nắng nhẹ, thời tiết phổ biến là ít mưa. Ở Vinh, Nghệ An, Đồng Hới, Quảng Bình hay là thành phố Huế đều là những lựa chọn thích hợp cho du khách trong những ngày cuối tuần này. Nền nhiệt trong ngày ở vào khoảng từ 17 cho đến 27 độ khu vực Trung Bộ phía Nam đèo Hải Vân. Dự báo trong 24 giờ tới, thời tiết tốt, nắng nhiều và trời hầu như không mưa nên sẽ ủng hộ cho du khách tham quan khám phá. Tại các điểm du lịch quen thuộc như là Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Phú Yên, Phan Rang, Ninh Thuận, nền nhiệt thấp nhất về đêm trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ, mang lại cảm giác xe lạnh. Sang đến ban ngày, mức nhiệt độ sẽ tăng lên mức là 26 cho đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, Nơi đây có mức chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá cao do tình trạng ít mây mang lại. Ban đêm nhiệt độ giảm nhanh chóng, trời càng lạnh khi về khuya và sáng sớm. Tại Con Tum và Buôn Ma Thuột, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 18 cho đến 19 độ, cao nhất tăng lên mức từ 29 cho đến 30 độ. Còn ở thành phố Đà Lạt, nhiệt độ trong ngày chỉ trong khoảng từ 12 cho đến 25 độ. Đến với khu vực Nam Bộ, Miền Đông Nam Bộ vẫn là điểm nóng nhất trong những ngày cuối tuần này, trong khi miền Tây có nền nhiệt thấp hơn từ 1 cho đến 2 độ thời tiết phổ biến là ít mưa trên toàn khu vực. Cụ thể như là tại Tây Ninh vẫn còn nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất là 34 độ. Trong khi đó, Vũng Tàu, Cần Thơ hay là Bạc Liêu, nhiệt độ cao nhất sẽ không quá 33 độ, thuận lợi cho du lịch. Cuối cùng như thường lệ là thông tin thời tiết ở các điểm du lịch biển đảo. Trên các vùng biển của nước ta, sóng gió giảm dần về cường độ. Tại các đảo như là Cát Bà, Lý Sơn và Phú Quốc, thời tiết ít mưa và gió chỉ hoạt động ở mức trung bình yếu, nên thích hợp cho du lịch. Riêng khu vực Phú Quý thì trong 24 giờ tới, sóng gió vẫn còn khá mạnh, phần nào ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu thuyền. Bản tin thức du lịch ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!